Thế thì mẫu ngữ pháp đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ dạy đó là mẫu ngữ pháp, mọi người nghe này. Veru koto ga oi. Veru koto ga oi. Hay. Thường thì oi các bạn có nghĩ là gì nhỉ? Nghĩ là nhiều. Nhiều đúng không? Đó là từ nhiều nhá. Oi. Nhiều nhưng mà đứng trước là veru tức là động từ gì đó. Hay. Thì khi đó chúng ta sẽ dịch là tôi thường. Ừ. Ừ. Nhưng mà trong văn nói thì các bạn đừng có nói thêm chữ tôi và ta siwa mà nhá, chúng ta bỏ qua ta siwa đi. Hay. Ok. Chúng ta chỉ cần nói thế thành động từ thôi. Các bạn nhớ nhá, một lần nữa này. Veru koto ga oi desne là tôi thường hay làm gì đó desne. Tôi thường hay khóc. Sẽ nói như nào nhỉ? Tôi thường hay khóc nào. Động từ khóc là nakimasu ne, nakimasu. Đây là naku koto ga oi desu ne. Naku koto ga oi. Nếu mà trong tình huống này chúng ta vẫn, bây giờ hiện tại chúng ta vẫn đang khóc và sau này chúng ta vẫn khóc. Thì chúng ta vẫn là chia dạng tiếp diễn được. Naite de koto ga oi. Rồi. Anoko á, naite de koto ga oi. Hay. Từ bé đó thì rất là thường hay khóc. Được chưa nhỉ? Rồi. Ví dụ tiếp theo chúng ta cùng nhau nói nhá. Ví dụ như là mình hay cảm thấy rất là stress đúng không? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất hay bị cảm thấy stress. Cảm thấy căng thẳng thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Cảm thấy căng thẳng sẽ là stress wo kanjiru desu ne. Bây giờ tôi thường cảm thấy căng thẳng sẽ là stress wo kanjiru koto ga oi desu ne. Stress wo kanjiru koto ga oi. Hay là có một thầy người Nhật sang bên Việt Nam đúng không? Không ai nấu cơm ăn cho thế là thầy giáo ấy rất là thường hay đi ăn ở ngoài. Đúng rồi. Thầy giáo ấy thường hay đi ăn ở ngoài đúng không? Ano nihonjin no sensei wa. Hai. Ano nihonjin no sensei wa gaishoku suru koto ga oi. そうですね。はい。なら、もう一度。あの日本人の先生は外食することが多いですね。はい。先生のビデオをよく見ることが多い。見ることが多いでもいいんですね。はいですね。はい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 。ban đêm tôi thường hay đi ra ngoài đúng không? Ví dụ thầy Dũng là hay yoru. Hay. Yoru. Yoru ni dekakeru koto ga oi desu. So desu ne. Yoru dekakeru koto ga oi desu ne. Nhiều team không? Hay. Yeah, quá nhiều team. À chết rồi. Hỏi ai để xem vào cộng đồng Việt Nhật đây cho các bạn xem. Có xem rồi. Xem rồi. Hay. Một tư lượt mà xem thấy cái cảm. Hay. Rồi. Tiếp đúng không? Đang kể tiếp ví dụ như là sau này mình mà có ví dụ mình có con chẳng hạn đúng không? Mình sẽ nói là con tôi thì hay nghỉ học ở trường lắm thì sẽ là gì đây nhỉ? Kodomo wa gakko o yasumu koto ga oi. Kodomo wa gakko o yasumu koto ga oi desu ne. Tôi thường hay ở một mình thì là gì? Hitori de iru koto ga oi desu ne. Là irimasu đúng không nhỉ? Imasu ne. Bây giờ hitori de iru koto ga oi desu ne. Hoặc là nếu mà cái câu này nó nằm trong quá khứ, ví dụ ngày xưa chẳng hạn hay là hồi còn nhỏ đúng không, thì chúng ta có thể chia thành okata. So desu ne. Ngày còn nhỏ tôi thường hay chơi ở đây. Ngày còn nhỏ tôi thường hay chơi ở đây sẽ là kodomo no toki koko de yoku koko de asobu koto ga okata. Asobu koto ga okata desu. So desu ne. Hai. Tiếp theo. Thế thì ngược lại với từ oi là từ gì ấy nhỉ? Sukunai. Chúng ta ngược lại từ oi là nhiều, bây giờ sukunai là ít. Thế thì bên kia vừa nãy tôi thường hay thì là sẽ là veru koto ga oi, còn bây giờ là tôi ít khi làm cái gì đó sẽ là veru koto ga sukunai desu ne. Veru koto ga sukunai. So desu ne. Ví dụ tôi ít khi đi ăn ở ngoài. Tôi ít khi đi ăn ở ngoài sẽ là gaishoku suru koto ga sukunai. Đúng rồi, gaishoku suru koto ga sukunai desu yo. Hai. Dạ. Hai. Hai. Ok. Hay là tôi không hay gì nhỉ? Ra ngoài vào ban đêm, vừa nãy là ra nhiều, bây giờ ra ít đúng không? Là gì nhỉ? Yoru dekakeru koto ga sukunai desu ne. Sukunai desu ne. Hay là tôi rất là ít khi tự mình nấu cơm ở nhà chẳng hạn sẽ là khi tự mình nấu cơm ở nhà. Jibun de ie de jibun de ryori wo tsukuru tsukuru koto ga sukunai desu. So desu ne. Hay là tôi rất là ít khi đọc sách. Đúng không? Hon wo yomu hon wo yomu koto ga sukunai desu. So desu ne. Mọi người có câu có hiểu phần này chưa nhỉ? Thì không biết là có nghĩa được ví dụ gì không đây? Rất là nhiều, đúng không? Tôi thường hay này đấy, tôi ít hay nó. Hay là tôi thường hay học tiếng Nhật mà lại không hay học tiếng Anh chẳng hạn. Hay ví dụ như là Nihongo wo benkyou suru koto ga oi desu ga eigo wo benkyou suru koto ga sukunai desu ne. Được chưa nhỉ?
Đấy. Thì mình cứ ghép hai cái với nhau nhá. Cái này thì thường nhiều, còn cái này thì ít khi làm. Wakarimashita, Đức Nguyễn. Hiểu okay. Chưa? Hiểu chưa? Đức Đức không biết sao này sang Nhật thế nào rồi. Ừ. Không phải Đức đương nhỉ. Hiểu rồi thì nhớ bảo là hiểu rồi nhá. Để sang vọng ngữ pháp tiếp theo. Hay. Xong rồi, ok. Tôi ít hôn người yêu kia. Ít hôn người yêu. Ano, koito ni kiss sukoto ga sukunai desu. So desu ne. Dakara, takusan kiss shite kudasai desu ne. Hãy hôn thật nhiều vào. Chứ rồi. Ừ. Vẫn chưa hiểu kìa. Okay. Okay. Vẫn chưa hiểu. Hay. Ok, thế thì chúng ta xong cái phát đầu tiên nhá. Mọi người nhớ mang cái phát này ra dùng nhá. Được chưa nhỉ? Bởi vì nó hay lắm á. Được chưa nhỉ? Hay, cần hay. Ok chưa? Ừ. Hay. Anh Tuyền kìa, etchi sukoto ga sukunai. Anh Tuyền bữa đấy. Etchi sukoto ga sukunai desu. Ờ, có một anh mình, à một thầy đọc tên là Tuyền ở Niemko Nomori vừa đặt một câu là etchi sukoto ga sukunai là gì anh nhỉ? Etchi là quan hệ, tôi ít khi quan hệ. Ừ, đấy. Đấy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mẫu ngữ pháp số 2. Đó là mẫu ngữ pháp, mọi người ghi vào này. Danh từ no koto dakara. Danh từ ở đây có thể là người, chứ là những người nhiều nhất. Hoặc rồi, là nên. Công ty của ai đó, hay là trường học của ai đó. Nhớ nhá, danh từ cộng với no koto dakara, mình sẽ dịch là gì đây nhá? Nếu mà là người trong trường hợp này, chúng ta sẽ dịch là ai chứ? Nó tại bởi vì khi mà mình hiểu rõ, biết rất rõ về cái tính cách của người ta rồi. Hay. Đúng không? Mình chơi với họ lâu rồi, mình biết tính cách rồi. Hay. Thì mình sẽ nói ai chứ? Anh ấy thì thế nào đó đừng sao? Ừ rồi. Được chưa? Ai chứ cô Thanh nhá. Hay. Thì rất là yêu thầy Dũng chẳng hạn, đúng không? Yeah. Hay. Thế này nhá mọi người nhá. Cái phần danh từ khi mà như thầy Dũng dịch là ai trước cái danh từ đấy thì mọi người phải hiểu này. Cái danh từ đấy là một cái danh từ, là một cái đối tượng mà chúng ta cực kỳ hiểu về cái người đó. Thì chúng ta tin là họ sẽ như thế này và họ sẽ làm được cái này, chúng ta hiểu thì người ta hiểu về người đó, chứ nhỉ? Ví dụ ai chứ thầy Dũng thì em tin anh. Sẽ nói như nào nhỉ? Dũng sensei no koto dakara. Shinjite masu yo. Ừ, bạn nói là cấu trúc nhá. Danh từ cộng với no koto dakara. Ok. No koto dakara. So, dịch lại câu vừa nãy nhá. Dũng sensei no koto dakara. Shinjimasu. Thế nhỉ? Chính vì là anh Dũng hay là gì nhỉ? Ai chứ anh Dũng thì thì em tin anh, chứ nhỉ? Hay là gì nhỉ? Có một người nào nó hay đi muộn đúng không? Ừ. Ai chứ, đúng không? Ừ, kiểu gì kiểu nó đến không đúng cái thời gian hẹn đâu. Ai chứ thằng ấy lại đi muộn cho mà xem. Lại đi muộn rồi nói là. Ai chứ cái thằng ấy lại đi muộn cho mà xem. Mọi người sẽ dịch là ai trước cái thằng đấy bây giờ sẽ là kare no koto dakara. So desu ne, kare no koto dakara. Xong rồi bây giờ lại đi muộn cho mà xem nó nói gì? Mata chikoku suru. So desu ne. Mata chikoku suru desu yo. Mata chikoku suru desu yo. Thế là chúng ta sẽ ghép vào với nhau nhá. Kare ya. Kare no koto dakara desu ne. Kare no koto dakara mata chikoku shimasu yo. Desu ne. Okay. Hai. Ai chứ, vừa nãy em đặt câu vừa nãy đi, ai chứ cô Thành thì rất là yêu thầy Dũng. Thành sensei no koto dakara. Dũng sensei o sugoku aisuteru yo. Đúng không? Đây này, có Huyền Vũ này. Huyền Vũ san no koto dakara. Hay. Huyền Văn san no koto dakara. Đức Nguyên san no koto dakara. Mạnh Phú san no koto dakara. Ai chứ no koto dakara. Ai chứ cái thằng đấy à, ai chứ là thằng đấy đúng không? Thì nhớ này, cái đằng sau sẽ là một cái vế mà mình hơi tin, à mình nghĩ họ như thế nào nhá. Ví dụ như là có bạn nào năm nay thi N3 hay là N2 gì đúng không? Gì chứ cậu là chắc chắn là năm nay sẽ gì đây nhỉ? Sẽ đỗ thôi. Đây nhỉ? Ai chứ cậu chắc cả năm sẽ đỗ thôi, sẽ nói như nào? Kimi no koto dakara. Tôi hiểu cậu đúng không? Kimi no koto dakara kotoshi zettai gokaku shimasu yo. Đây nhỉ? Ok. Đấy là khi mà mình ở trên, live ở trên thì mình dùng từ kimi đúng không? Còn thầy giáo dùng kimi này. Còn đâu nếu mà thường bạn bè thì ít dùng kimi. Bạn bè thì chúng ta hãy nên nói thẳng tên luôn đúng không? Ví dụ nin san no koto dakara. Kokoi san no koto dakara. Konkai no suken ni zettai gokaku shimasu yo. So desu ne. Hai. Được chưa nhỉ? Hai. Ok, no koto dakara dễ đúng không? Nhưng mà nếu mà công ty thì nào nhỉ? Nếu mà là công ty thì thường là chúng ta sẽ nói là vì là công ty các anh nên chúng tôi tin, chúng tôi đặt niềm tin là như vậy vì tôi hiểu các anh, được chưa nhỉ? Ví dụ như là Nihongo no Mori ne. Hai. Sẽ là nếu vì là công ty Nihongo no Mori nên là tôi nghĩ là các anh sẽ có những bài học hay chẳng hạn đúng không? Có những bài dễ hiểu đúng không? Nihongo no Mori no koto dakara. So desu ne. Hai. Zettai
簡単な授業たくさんがあると思います。わかりやすいですね、はい、あ、わかりやすい授業がたくさんあると思います。そうですね、はい、はい、じゃあ、じゃあ、うん、anh là một câu như này chuẩn bị sẵn rồi, đúng không? Ví dụ là cái công đúng là ai chứ cái công ai chứ công ty của các anh, nên là tôi rất là kỳ vọng là các anh sẽ tạo ra được những cái sản phẩm có thể thay đổi được thế giới. Trời ơi, câu này khó thế. Ví dụ này. iPhone này đúng không? Ừ. Nói với Steve Jobs. Hai. Ai ki ki sa no koto da kara desu ne. Sekai ga kai rareru, sekai ga kai rareru, shouhin ga tsukureru to kitai shite imasu. Ừ, nói chậm lại nhá. Kisha no koto da kara, chính vì là công ty của các anh, thế nên là sekai ga kai rareru, shouhin ga tsukureru to kitai shite imasu ne. Kỳ vọng, đúng không? Mình rất là kỳ vọng điều đó. Khi mà nói câu này thì thực sự là phải hơi là ở trình độ, ví dụ ít nhất là N3 trở lên, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta không cần để ý những cái câu quá khó như vậy, mà chúng ta dùng những câu đơn giản, ví dụ như là Anata no koto dakara shinjimasu. Ví dụ như là mấy hôm thỉnh thoảng nữa mà đa hai đôi mà đang yêu nhau, đúng không? Thế xong rồi một hôm mà em đi với một thằng nào, thế xong rồi nhưng mà đi chỉ đi với bạn thôi. Thế xong cô đứa về mách lẻo với anh. Xong rồi anh bảo là nhưng mà thanh sàng no koto dakara shinjimasu yo, được chưa nhỉ? Vì là cái vì là thanh nên là anh sẽ tin nó, được chưa nhỉ? Dũng sensei no koto dakara shinjinai yo. Shinjinai. Ok, shinjinai cũng được. Hay. Hay. Ok, rồi. Ok, chúng ta bước sang mẫu tiếp theo. Từ từ đã. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Quá dễ đúng không? Được chưa nhỉ? Hay, bây giờ chúng ta sang mẫu ngữ pháp tiếp theo, đó là mẫu ngữ pháp gì ấy nhỉ? Ngày trước thì các bạn học mẫu sơ cấp à? Tari suru đúng không? Tari tari shimasu. Các bạn học rồi đúng không? Còn nhớ không? Vào ngày chủ nhật này thì tôi thường hay ở nhà xem TV rồi đọc sách. Đúng không? Nichiyobi gì nhỉ? Ie de terebi o mitari hon o yondari shimasu. Đúng không? Mẫu ngâu ngày hôm nay sẽ liên quan đến tari. Mẫu tari shite, nhớ chưa? So, né. Shite nó kết thúc ở cuối câu luôn. Tari shite, nhớ chưa? Rồi, bây giờ nhớ nha. Tari shite, chấm chấm luôn, không cần phải nói thêm gì cả. Tari shite, hoặc là vete ita, nhớ chưa? Có một kiểu này nữa là vete ita. Ví dụ, wasurete ita, con nói rồi đúng không? Tức là nó là tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn. Te ita, thì bỏ chữ i này. Te ita, tâm biến này, te ita. Wasurete ita, wasurete ita. Thì nó chính là wasurete ita. Nhớ chưa? Nó vẫn là tạ thôi, không có gì cả. Thế thì lưu ý như này, nó đi cả với động từ nữa, thì mình hiểu cái mẫu ngữ pháp này sẽ như sau. Thể tạ cộng với risite. Risite, risite. Risite, thể tạ cộng với risite. Ví dụ, động từ là vetariste. Ví dụ một từ tính quen từ, từng cái một đấy. Động từ nha, xong rồi. Tính từ sẽ là, ví dụ tính từ đôi y sẽ là, tính từ đôi y, bỏ y, katariste. Katariste. Tính từ đuôi na và danh từ sẽ là datariste. Datariste. Ok, đó là cách chia nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ này. Có mấy nghĩa đấy? À quên nhá, chưa nói. Ba nghĩa liền cơ. Ba nghĩa. Có ba nghĩa với cái mẫu tariste này. Ok. Ừ. Chắc là thực ra các bạn nghe rồi nhưng mà các bạn không để ý đâu. Trong quá trình mình dạy, mình ngày xưa đến mình dạy nhưng mà mình không để ý, nhưng mà sau khi mình dạy rồi thì mình nghe người Nhật nói như là ô, cái này vừa mới dạy xong. Thế là mình nghe được hết. Đặc biệt những bạn nào mà bên Nhật thì sẽ nghe rất là nhiều, đúng không? Và hay là xem phim chẳng hạn cũng gặp rất là nhiều. Thì đầu tiên chúng ta dịch cái tariste mang ý nghĩa là, mang ý nghĩa là gì nhỉ? Hay là có khi nào. Đúng không? Hay. Có lẽ nào đấy, hay là đấy, đúng không? Có khi là. Hay là nó lại quên rồi, đúng không? Hay là nó, hay là ngày mai. Hay là nó quên rồi, thì bây giờ là gì nhỉ? Hay là nó quên rồi sẽ nói như nào? Động từ là quên, wasureta đúng không? Wasuretariste. So is ne. Hoặc là wasureteta. Hay. Wasureteta, wasuretariste. Hay. Đúng không? Wasuretariste cũng được, không có gì. Hay. Hay. Ok chưa nhỉ? Giữ một mẫu câu này nhé. Ví dụ bây giờ mình có một cuộc hẹn như thế này đúng không? Mình đến mà chẳng thấy ai cả. Cũng có thể mình bị nhầm. Có thể nó ngày mai đúng không? Hay là ngày mai chẳng hạn. Nhưng là gì? Tại hiện tại này mà ta đare mo konakute. Đare mo konai yo. Thì em sẽ nói là gì nhỉ?
hay là ngày mai hả anh? Ờ, yakusoku ashita datta ni shite, cái này nói cụ thể lại một chút nói. Cái này vào tình huống nhé mọi người nhá. Ok. Thế bây giờ ví dụ em với anh hẹn một đội nữa. Hôm nay là đi đến ăn, đi ăn một quán. Thế là xong rồi đến nơi rồi mà lại vẫn chưa thấy có ai cả. Ơ, đây là một inai desu ne. Đây là một inai yo. Mà là đây là một cô này desu ne. Thế xong rồi anh Dũng sang bảo mình là ơ, hay lại hay là mình hẹn ngày mai. Thế nhỉ? Hay là mình hẹn ngày mai, được chưa nhỉ? Yakusoku asta datta ni shite. Ừ thì mọi người nghe nhá. Yakusoku là hẹn đúng không? Là lịch hẹn đúng không? Asta datta ni shite. Asta datta ni shite. Desu ne. Hay là, được chưa? Mangme kamoshirenai chứ không phải vetesimau đâu nhá. Hay là hẹn mình lại hẹn vào ngày mai nhỉ? Asta datta ni shite. Mọi người thực nghe lại nhá. Yakusoku ashita datta ni shite. Khi mà nghe câu này nghe nó gì nhỉ? Nó mềm hơn rất là nhiều nè, nó mềm hơn rất là nhiều. Hay tức, bây giờ chúng ta hẹn nhau để đi đâu đó chẳng hạn, đúng không? Mình đợi mãi không thấy người kia đâu. Thì mình nói, ô, thằng này muộn thế nhỉ? Osoi nè, osoi wa nè. Đúng không? Thì là em bảo là hay là nó đi một mình trước rồi. Hay là đúng không? Chờ mãi thấy nó đâu, thế là ô, hay là thằng này đi một mình trước rồi, gì nhỉ? Hitori dake de. Hitori dake de saki ni itta ni shite. Ờ, 1人 だけ で 先に行ったりして. So is ne, hay là nó đi trước mất rồi, is ne. Hay là ngữ pháp, hay là những cái ví dụ tiếp theo này. Bây giờ lại chờ mãi, thấy, ví dụ chờ ông Dũng này đi đâu đấy đúng không? Thế xong rồi, thấy mà ông ấy mãi không đến chẳng hạn. Ok, ông này đang ngủ nên đấy nhỉ? Có khi lại đang ngủ. Có khi ông này đang ngủ dịch nên. Dịch là có khi, không có vấn đề gì nhá. Thì mọi người thử dịch câu này được không nhỉ? Có khi ông ấy đang ngủ. Có khi ông ấy đang ngủ thế là gì? Ne tari shite. Dễ quá đúng không? Hoặc là chúng ta có thể thêm moskaste ở đấy. Moskaste, netariste. Chúng ta cũng có thể thêm moskaste nhé nhé. Moskaste. Thì nó riêng sau là tariste nhé. Moskaste kamoshirenai, moskaste, tariste. Moskaste, nete tariste. Hay là không khéo ông ấy đang làm ngồi livestream cũng nên nhé. Là gì nhỉ? Ima live shite tari shite desu ne. Live shite tari shite. Không khéo ai chắc là đang làm ngồi live, thích live lắm desu ne. Hay là ví dụ tiếp theo desu ne, bây giờ đi vào một cái quán mua giày quần áo hay gì đó đúng không? Nhìn thấy anh mặc bộ vest, nhìn thấy một bộ vest rất là đẹp, thế là giơ lên, ô cái này đẹp thế nhỉ? Ok nhỉ? Kono suitsu wa ii desu ne. Suitsu wa ii desu ne. Thế xong rồi anh bảo là ôi giời, không khéo mà bộ này đắt đấy. Không khéo, đắt lắm. Hay là có khi là bộ này đắt đấy. Cái này đắt nhỉ đúng không? Kore takai kana, cái này đắt. Em sẽ nói là, ừ cái này đắt thế nhỉ? Kore takai kana, né. Em sẽ nói là sugoku takakatta ni shite. Không khéo, có khi mà lại đắt đấy, được chưa nhỉ? Có khi mà lại đắt. Anh nào vào một cái quán đấy lại nhìn thấy một anh mặc bộ đồ vest rất là đẹp đúng không? Đẹp trai đúng không? Điển trai đúng không? Suitsu, ano suitsu no hito. Kakkoi ne, đẹp trai thế đúng không? Phong độ thế. Xong mình không khéo. Không khéo hay có khi mà lại là Sơn Tùng MTV cũng lên chẳng hạn đúng không? Nghệ sĩ, giới nghệ sĩ. Sơn Tùng MTV được. Moshikashite. Ano hito, moshikashite, Sơn Tùng datta ni shite desu ne. Ok, moshikashite datta ni shite desu ne. Sơn Tùng datta ni shite. Có một từ là nghệ sĩ, giới nghệ sĩ bên Nhật người ta hay có từ là Geinoujin. Ok, Geinoujin datta ni shite. In desu ka? Geinoujin. Có bạn hỏi lại về cách chia đúng không? Nói chia lại nhé, có nói cứ chia lại không? Thôi chia lại, xem lại clip xong lại xem lại clip. Ok, đó là cách dùng đầu tiên của tạ ri si te. Đó là có khi mà lại, hay là không khéo, không mà, khéo lại, mà lại. Hay là cái đấy, hay là cái này cũng lên. Cũng lên được chưa nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sang cách sử dụng nghĩa số 2 của tạ ri si te. Đó là mang ý nghĩa là gì đây hả thầy? Mang nghĩa là gì nhỉ? Tự nhiên mà lại này. Bây giờ mọi người nghe này, tự nhiên mà lại khóc sẽ nói như nào nhỉ? Khóc sao, là gì nhỉ? Sao tự nhiên khóc thế? Sao thế? Ok. Hai nai tariste. Tự nhiên lại khóc sẽ là nai tariste. Bây giờ sẽ nói là đứa trẻ tự nhiên lại khóc sẽ là akachan ga kyu ni nai tariste. Được nhỉ? Tại sao thế nhỉ? Doustan daro. Tại sao thế? Hãy mình nói lại một câu nhá. Akachan ga kyu ni naita ri shite doustan daro. Doustan daro. Hai. Ok. Hai. Hay là bây giờ mình gặp một tình huống nữa. Đó là gì nhỉ? Hôm nay
tự nhiên gặp thấy thằng bạn nó ăn mặc bộ vest rất là đẹp trai đúng không? Ừ, hay. Ồ thằng này sao này sao lại cái gì nhỉ? Tự nhiên lại tự mặc nhiên, cái kia. Này, tự nhiên ăn mặc này. Đẹp thế. Hôm nay tự nhiên sao ăn mặc vest đẹp thế? Cái từ mặc là gì nhỉ? Sao tự nhiên lại mặc vest đẹp thế? Nó như nào đấy? Vest là sư tử. Ừ, hay. Vest là sư tử. Sư tử. Hay. Ê? Sư tử ô. スーツを着たりしてどうしたんですか？スーツを着たりしてどうしたんですか？自分に巻く？きますね。着たりして。リドワーの？どこ行くの？まあリドワー。突然巻くでってですね。はい。では、どうどこ行くの？急にスーツを着たりしてですね。着たりして。手さんは、ああ友達の結婚するの。あ結婚式行くのですね。結婚式に行くの。そうですね。結婚式だから。はい。スーツですね。thì cái hội thoại vừa nãy sẽ là gì nhỉ? Sao tự nhiên anh mặc đẹp thế? Bởi vì tôi đi đám cưới bạn chẳng hạn đúng không? Hay. In ですか? Ừ. Ồ hôm nay 1.700 người đang xem cơ. Bạn bấm cái tim tim cho mình thích đấy. Bấm tim tim. Tim tim cần lại lại. Thế đến đây là chúng ta đã qua được hai nghĩa rồi nhá. Hai nghĩa của Tariste lại. Ừ đúng rồi, kiểu mang tính bất ngờ khác với thường ngày em ạ. Nhá, cái này là một cái bình thường thì là không mặc, nhưng mà hôm nay tự nhiên nó lại mặc, nó khác với thường ngày. Hay là con bé tự nhiên nó lại khóc, mà bình thường nó không khóc mà tự nhiên nó lại khóc, được chưa nhỉ? Còn mẫu thứ ba. Hay, đó là nghĩa hai nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta sang nghĩa số 3 của Tariste, đó là khi mà chúng ta phê phán nhẹ nhàng một ai đó. Phê phán nhẹ nhàng, tức có nghĩa là gì nhỉ? Không được tự tiện. Hay. Các anh không được tự tiện. Ngồi đây chẳng hạn. Tự tiện thôi, sao không được tự tiện nhỉ? Tự tiện đúng không? Tự tiện. Tự tiện làm điều gì đó. Ví dụ là trên xe thì không được tự tiện thò tay ra ngoài cửa sổ, đúng không? Là gì? Trên xe buýt. Bus no naka de, đúng không? Te o dashite dashitari shite wa ikemasen. Dashitari shite wa ikemasen. So, nếu mọi người nghe lại nhá. Mẫu pháp từ nghĩa thứ ba của nó là tự tiện tự ý làm gì. Ví dụ bây giờ thò tay ra, tự tiện thò tay ra sẽ là theo gì nhỉ, dashitari suru. Thế bây giờ là không được tự tiện thò tay ra ngoài sẽ là theo gì nhỉ, dashitari shite wa ikemasen, được chưa nhỉ? Theo dashitari shite wa ikemasen, đúng rồi, phê phán nhẹ nhàng đấy bạn. Huyền Vũ nói đúng rồi đấy, được chưa nhỉ? Hay là trong gì đấy nhỉ, trong thư viện đúng không, thì chúng ta không được tự tiện nói hay to. Là tự tiện nói to chẳng hạn đúng không, sẽ là gì nhỉ, chúng ta dịch từng chữ một nhá. Ở đây tự là thư tiện viện. Nói to. Ở đây là thư viện. Koko wa toshokan dakara. Không được nói to okikoe de. Hai. Okikoe de. So. Hanashite tari shite wa ikenai. Hanashitari shite wa ikenai. So desu ne. Nói lại nhá. Koko wa toshokan dakara, ですね. Ở đây là thư viện, được chưa nhỉ? Thế nên là okikoe de, ですね. Okikoe de hanashitari shite wa ikemasen, được chưa nhỉ? Hay là shinai de kudasai cũng được. Shinai de kudasai cũng được nhá. Hanashite tari shinai de kudasai. Hai, rồi. Không biết là hiểu chưa nhỉ? Có mặt tức kìa, chắc không hiểu gì đúng không? Nhưng mà cái này thực ra là cũng ít nhất phải bạn là trình độ N4 nên chúng ta bắt đầu hiểu được hơn một chút đúng không? Thì tổng kết lại ba cái rồi. Vừa học nhá. Không được. Sao tự tiện. Đúng rồi, sawatariste. Sawatariste. Vậy tự nhiên lại sờ, tự tiện sờ, vậy sawatariste wa ikemasen. Ông câu như kiểu mình cảm thấy sawatariste. Rồi, tự nhiên mày sờ tao. Đấy. In desu ne. Đúng rồi, không tự tiện nói trong lớp cũng đúng rồi này, chúng ta dùng những câu như vậy nhá. Nhá. Giu kiểu để vào đấy. Giu kiểu để là hanashitari shite wa ikemasen. Hanashitari shinai de kudasai. So desu ne. Hai. Ok. Không lên được hai cái. Không lên được 2000 người nhỉ. Mọi người rủ bạn bè vào xem đi. Ok, mẫu thứ 3 xong rồi nhá. Hai. Mẫu thứ 4 đi. Mẫu thứ 4 thì đơn giản này. Ok. Mẫu thứ 4 là gì nhỉ? P là gì đấy? Tất cả dạng thường. Thể thường. Thể thường cộng với kato omoimasu. Hai. Thì dịch là tôi cứ tưởng là. Ok. Cứ tưởng là, mẫu câu tiếng Việt là cứ tưởng là, tôi cứ tưởng là. Cứ tưởng là người yêu. Cứ tưởng là ai? Dari ka to omotta. Nhưng mà có một phần lưu ý nhỏ trong phần chia như này mà mình muốn chú ý mọi người, đó là gì nhỉ? Thể thường cộng với ka to omotta. Tuy nhiên trong thể thường thì có phần đó là phần
tính từ đuôi na và danh từ kết thúc nó bằng chữ đà, đúng không? Chúng ta gạch bỏ chữ đà, xong rồi cộng với cà tốt ố mốt tạ. Câu này sẽ dịch là cứ tưởng là, cứ tưởng là người yêu sẽ là người yêu, 彼女かと思った. Rồi, đấy. 恋人です. 恋人か恋人かと思った. Ừ, 恋人かと思った, đấy. Cứ tưởng là người yêu. Cứ tưởng ông già tao. Ông già là oya gì đấy. Ừ. 俺の oya gì かと思った. Hai. Rồi cứ tưởng là cứ tưởng là đẹp trai lắm. Ừ. Ikemen ka to omotta. Rồi thế hôm nay mẹ bắt đi xem mặt một thằng đấy xong rồi về và chữ ui giời cứ tưởng đẹp trai lắm hóa ra xấu mù. Thế sẽ nói thầy nói lại đi. Ikemen. Ikemen ka to omotta. Ừ, ikemen ka to omotta ga busaiku datta. Đúng không? Busaiku datta. Hay là cứ tưởng là trời mưa sẽ nói như nào nhỉ? À, cứ tưởng là trời mưa. Hai. Ame ga futteru ka to omotta. Ừ rồi, mình đang ngồi trong lớp thấy ra ngoài thấy lốc đốc nhưng cứ tưởng trời mưa và ta không phải mưa đúng không? Hay là hôm nay chúng ta thường ngày đi làm mới rất là mệt đúng không? Tưởng chết luôn rồi, mệt đúng không? Mo shinu ka to omotta. Được chưa nhỉ? Mo shinu ka to omotta. Rồi cứ tưởng chết luôn rồi chứ nhỉ? Hay. Được cô giáo thầy giáo gọi lên là cứ tưởng được khen nó ra lại bị nhắc nhở đúng không? Ừ, hay. Là homerareru. Homerareru được khen đúng không?褒められるかと思ったが、はい、先生に注意された。そうですね。褒められるかと思ったが、注意されましたですね。注意されました。はい。彼女は綺麗かと思った。Ờ, cứ tưởng con bé xinh lắm đúng không? Hay là bây giờ em với anh hẹn nhau đi đâu đúng không? Thế xong rồi em chờ mãi anh không đến, xong rồi chờ 30 phút sau anh mới đến. Xong rồi em dỗi em bảo chứ, em cứ tưởng anh quên rồi, quên hẹn rồi chứ nhỉ? Sẽ nói như nào thôi nhỉ? Em cứ tưởng anh quên hẹn rồi. Yakusoku wo wasureta ka to omotta. So desu ne. Yakusoku wasureta. Wasureta ka to omoimashita desu ne. Omotta. Hay là cứ tưởng gì nhỉ? À, bây giờ như này, chúng ta bây giờ đang tưởng tượng đến tháng 7 đúng không? Hai. Tháng 8 đi. Tháng 8 chúng ta thi, tháng 7 thi xong rồi đúng không? Thi rồi so kết quả trên mạng, cứ tưởng mình bị trượt rồi đúng không? Đến lúc nhận giấy báo mà, ui tao cứ tưởng mình trượt rồi cơ. Đỗ rồi. Scan ni ochita ka to omotta. Hai. Gì nhỉ? Thế mà mình cứ tưởng là trượt rồi, anh nói lại một trận trận thôi. Scan ni ochita. Ochita ka to omotta. So desu ne. Ok? Hai. Hay là ngược lại đúng không? Cái gì nhỉ? Cứ tưởng là mình đỗ rồi. Cứ tưởng là lấy được là 3 rồi cơ. N-san o totta ka to omotta. Hai, so desu ne. N-san ukatta ka to omotta. Hay là N-san gokaku shita ka to omoimashita. Desu ne. Gokaku, ukaru và cái gì nhỉ? Không tin. Ukaru, gokaku và toru. Toru. Totta desu ne. Totta, hai. Phú quốc cả tổ mô tả đúng không? Đúng rồi, rồi mọi người dùng chuẩn luôn rồi đấy. Spy sư cả tổ mô tả. Spy đúng rồi, cứ tưởng thất bại. Cứ tưởng thất bại, ok. Spy sư cả tổ mô tả, hay là cứ tưởng là mua ô tô á, sẽ cứ tưởng là mua ô tô. Nói câu này tiếng Việt cũng vô duyên rồi á. Kệ nó, tùy vào hoàn cảnh cũng được mà. Thế á? Ví dụ hoàn cảnh gì? Cứ tưởng là mua ô tô, cơ hóa ra lại mua xe. Ví dụ bố đi mua, bảo bố đi ra mua cái xe đây. Tưởng bố đi mua ô tô thì lại mua xe máy. Thôi. Ok. Ok. Hai thế chúng ta đi được 4 ngữ pháp. Một là gì nhỉ? Một là veru koto ga oi. Hai là danh từ no koto dakara. Thứ ba là tariste. Và số 4 vừa mới học đó là ka to omotta chứ nhỉ? Thế là chúng ta đi được qua 4 ngữ pháp rồi. Các bạn cố gắng ở lại thêm nhé, tại vì hôm nay sẽ học về liên quan đến ki nữa cơ. Học cái ngữ pháp thứ 5 này chúng ta sẽ học về ki. Kỳ rất là hay. Kỳ khí của mình nhỉ. Hay. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngữ pháp cuối cùng trong phần ngữ pháp nửa đầu này. Đó là những cái ba cái từ mà mình cực kỳ thích dùng ngày xưa hay cả bây giờ cũng thế, khi mà học trong N3, N2 đó là tính từ này hay là động từ hay là tính từ đi, tính từ là chia là T nhá. T cộng mẹ shikata ga nai. Hay là sho ga nai. Hay là tamaranai. Thôi, chúng ta đều có 3 cái nhé. Hay. Ghi lại này. Shikata ga nai. Hay. Shou ga nai. Tamaranai. Đúng rồi. Nó ám chỉ cái gì? Cái cảm xúc của mình là rất. Đó. Muốn không chịu được. Đấy chưa nhỉ? Muốn gặp không chịu được. Ví dụ ai tai chẳng hạn. Ai tai là muốn gặp đúng không? Gọi là nói. Ai ta cứ tê. Hay. Ai tai tính từ đuôi y thì sẽ bảo là gì nhỉ? Ai ta cứ tê. Hay.
bỏ chữ y đi cộng lại thành cứ tê được nhé. Ai ta cứ tê sô gà này, anh muốn gặp em lắm rồi. Ai ta cứ tê si cá tạ gà này. Ai ta cứ tê tha ma ra này. Rồi nè, thì sẽ phân tích lại nhé. Đó là nói lại một lần cho các bạn hiểu thêm một chút nhé. Chúng ta có từ sô gà này gì nhỉ? Sô gà này. Sore wa shoganai là không còn cách nào khác đúng không? Chịu rồi, bó tay rồi. Shoganai. Hay là shikata ganai cũng là không còn cách nào khác. Và rồi. Tiếp theo là tamaranai là không thể nào mà chịu được. Thế bây giờ nhớ nhá. Trước đó chúng ta dùng tính từ đuôi y, tính từ đuôi na và động từ ở dạng thể te sẽ thành te tamaranai, te shoganai, te shikata ganai sẽ là thế nào đó đến mức không thể nào mà chịu được. Có bạn Trường Nguyễn này, ha ga itakute tamaranai yo sensei. Thầy ơi em đau răng quá. Đúng rồi. Ông mọi người làm được luôn này. Em là san gokaku shite, gokaku shite shoganai. Đúng. Gokaku shitakute shoganai chứ. Cái nhưng mà có một lưu ý nhỏ là cái đứng trước cái ba cái từ này thường là những cái từ mà liên quan đến cảm xúc của con người. Ví dụ mình muốn này hay là mình vui vẻ, mình buồn phiền thế nào đó. Ví dụ muốn gặp hay là nhớ là ai takute shoganai, ai takute tamaranai, ai takute shikata ganai. Thường sẽ chia dạng tai nhớ takute nhớ chưa? Thôi nhé. Hay là cảm giác đau là gì nhỉ? Itakute shoganai, itakute tamaranai, itakute shikata ganai. Ừ. Samukute shoganai. So desu yo. Lạnh quá, cảm xúc lạnh đúng không? Lạnh ơi là lạnh desu ne. Hay là sợ quá, kowai là sợ đúng không? Thì chia sẽ chia là kowakute shoganai. Kowakute tamaranai. Đúng rồi, được chưa? Nemukute tamaranai. Ôi buồn ngủ quá này. Rồi. Umakute tamaranai. Ngon không chịu được. Omoi darasute kudai. Không phải là VT là không nói nhá. VT là vetakute. Không nói về cái gì. Nakutakute tamaranai, đúng rồi. Đúng rồi, bạn Huyền Vũ nói là tôi muốn khóc không chịu được này. Khóc không chịu được. Hay là lạnh không chịu được đúng rồi này. Hay là muốn hôn không chịu được này. Kitsu shitakute shoganai desu. Hai. Yaritakute shoganai. Koroshite yaritakute. Koroshi yaritakute shoganai. Muốn giết ai đó không chịu được. Hai. Hay là mình sẽ lấy một những cái ví dụ về động từ, à về gì nhỉ? Về tính từ đuôi na. Tính từ đuôi na, tính từ đuôi na thì sẽ có ví dụ như là chúng ta có từ tiếc là gì hả mọi người? Tiếc là zannen desu ne. Zannen là tiếc, thì bây giờ ví dụ như là không xem được cái live bự của thầy Dũng thì rất là tiếc sẽ là gì nhỉ? Zannen de shoganai hay là zannen de shikata ganai hay là zannen de tamaranai. Tại sao phải dùng chữ de ở đây thầy Dũng? De á? Ừ. Tại sao? Đó là bởi vì ở cái dạng gì nhỉ? Tính từ hay là tính từ đuôi y khi dạng sang thể te chúng ta tia là chia là cự te đúng không? Còn tính từ đuôi na khi chia sang thể te là chúng ta dùng bằng từ de né. Tức là zannen de tamaranai né. Hay là còn gì nữa không? Ôi, bây giờ sẽ xem các bạn đặt câu thử nhá. Mọi người thử đặt câu được không? Ừ. Đặt câu mình đặt. Đặt câu xong mình sẽ check được không nhỉ? Ai muốn gặp mọi người trong gia đình. Ok. Đúng rồi. Đế thả là lại. Đế thả là lại đúng không? Danh từ đế. Có danh từ đế không? Không. Có lưu ý nhỏ, cái này thường ba cái mẫu này thường gì nhỉ? Chỉ sử dụng với những cái chỉ biểu hiện cảm xúc này của mình thôi đúng không? Nên là có danh từ nào biểu hiện cảm xúc không mọi người? Không có đúng không? Zannen de, zannen là tính từ đuôi na, zannen na này. Zannen shite không nói nhá. Zannen de tamaranai. Nhìn thấy nhá. Ok. Nghe chị ơi. Em bảo chị anh là đừng gọi nữa, em đang live được. Nên không chị cứ gọi gọi. Ok. Được rồi, cái mẫu này thì các bạn gì nhỉ? Cho bạn đặt câu đã. Anh cứ ngồi check thôi. Itakute shoganai được cũng được. Muốn đi không chịu được. Itakute muốn có à? Koito ga hoshikute shoganai được. Hoshi koito ga hoshi desu. Đó. Kaeritakute shoganai. Kikoku shite shitakute shitai nhớ chưa dạng về tai đi. Beto kaeritakute kaeritai cơ mà. Kaeritakute là kaeritakute shoganai. Tabitakute shoganai. Sho không phải là chữ sho này mà là sho. Như các bạn này, Văn Thuận vợ này đấy này nói đúng rồi. Ok. Cô ấy đẹp không chịu được này. Kare ga kirei de shoganai. Kanojo chứ là kare. Không biết cái gì đấy. Kare ga kirei.
Tanoshikute nhé, bỏ chữ y đi. Tanoshikute shoganai, đúng rồi. Kazoku ni aitakute shoganai, đúng rồi. Các bạn nhớ sho, sa, shu, sho, shoganai. Cứ để các bạn ấy nói. Ví dụ, an thành. Benkyou shitakute shoganai. Dũng sensei kara usiete. Muốn thể dũng á. Dũng sensei kara usiete hoshi. Chắc một ngày tôi cảm xúc rồi. Osiete moratai. Osiete moratakute shoganai. Câu đấy là Dũng sensei ni osiete moraitakute shoganai. Dạy cho mình thì phải là osiete moraitai, nhớ chưa? Osiete moraitakute shoganai. Mọi người nhớ này, cái cảm giác này thường cảm giác đến mức mà chúng ta không chịu được, nhớ nhá. Cảm giác không chịu được, muốn. Vui không chịu được, buồn không chịu được, muốn không chịu được, nhớ không chịu được, thèm không chịu được. Cái gì cũng phải là không chịu được, không thể nào mà kìm nén nổi thì chúng ta sẽ dùng cái này, được nhá. Okay. Chào Sakurai Emiko. Cô Hà cũng vào này. Muốn đi vệ sinh không chịu được đúng không? Tôi đây này tắc tê show cái này. Đúng rồi đấy, được chưa nhỉ? Chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái này đúng không? Uresuku te tamaranai, đúng rồi. Đúng rồi. Hai. Zangyo tắc tê show cái này. Rồi. Hết rồi. Rồi. Thế là chúng ta đã qua được một nửa của bài ngày hôm nay. Anh nói lại tổng kết lại một chút không? Tổng kết lại làm gì? Em vừa tổng kết ban nãy rồi, tổng kết lại. Thứ nhất là về được cô tổ cá ôi tôi thường cái gì đó. Thứ nhất, về được cô tổ cá ôi tức là tôi thường làm cái gì đó. Thứ hai là gì nhỉ? No cô tổ dakara. Ai chứ đúng không? Ai chứ cô thành thì gì đó. Tiếp theo, tariste được ba nghĩa. Một là gì nhỉ? Hay là có lẽ nào có khi lại đắt đúng không? Hay là nó lại đang ngủ đúng không? Cái thứ hai là tự nhiên. Thứ hai tự nhiên nó lại ăn mặc đẹp thế đi đâu đấy đúng không? Thứ nghĩa tiếp theo là nghĩa là gì nhỉ? Phê phán nhẹ nhàng ai đó cái gì đó không được tự tiện sờ vào người em. Hay tiếp theo cà tố mẫu thứ tư là cà tố ông mốt tạ, cứ tưởng là ông già tao. Hóa ra là mày à, đúng không? Tiếp theo mẫu cuối cùng là tê sô ga nai, tê tha ma ra nai và tê shikata ga nai, hay rất là cái gì đó. So, thả tim đi, thả tim đi. Hay.